trên mài nhỏ các bạn là một giống chim, nó là họ nhà chim Thái. Ở đây thì mình gọi nó là, mình vừa nghe thấy một con chim nào nó gù rất là hay. Thì trong cái đống chim này là mình giới thiệu với các bạn con chim này là con chim màu hồng. Đấy. Con chim này cũng được xác định giới tính đầu đỏ, là con chim đã gù mái mà nó là con chim trống. Đấy. Con chim này thì ưu điểm của nó thì mình thấy là nó màu hồng toàn thân và vẫn giữ được cái âm giọng khu cườm và có cườm bằng thật. Đấy. Mà con chim này ưu điểm nó là chim nhà nuôi lon lên, cũng giống như con chim Thái này. Nó cũng là Thái nhưng mà Thái trắng, còn đây là Thái, này là Thái hồng. Thì một trong những cái phát triển mở rộng cũng để thêm màu sắc trong cái vườn chim của vườn chim cu gáy hay. Loại này thì nó cái vành mắt của nó có vành mắt đỏ. Đấy. Nó vẫn giữ được cái vành mắt đỏ. Đấy. Con chim Thái thì không có màu vành mắt đỏ. Đấy. Chim này thì con này là mình nói rõ là con này chim trống, mà là bảo hành là giọng thổ pha nhé. Giọng thổ pha các bạn ạ. Nói rõ luôn là giọng thổ pha. Đấy. Các bác thấy là nó cũng rất là thuần. Rất là hiên ngang, đứng chải lông rỉa lông. Đấy. Chân vẩy móng rất là ok, không có tật lỗi ngoái ngửa gì cả. Mình bảo hành nó là giọng thổ pha, nó là dòng chim hồng. Hình ảnh nó như thế này. Âm giọng của nó là thổ pha và chim trống. Đấy. Clip này mình đặt tên nó là clip số 71. Clip số 71, anh em nào thích sưu tầm, thích chơi những con chim như này, alo cho mình 033 5305982. Con chim này thì thông tin đầy đủ hơn là nó được khoảng 1 năm tuổi. Trổ ra rồi, 1 năm đến 1 năm rưỡi. Đấy, các bạn nhìn cái chân của nó rất là đỏ. Chứng tỏ là nó đã trưởng thành hẳn thực sự rồi. Đó, cườm cũng phớt hồng, rất là đẹp. Đấy, con chim rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Đó, mình để lại đây cho nó gần chút cho nó, nhìn cho nó rõ các bạn nhé. Đó. Đó. Đấy, rất là phớt lòng, phớt hồng luôn. Giống chim hồng này thì bên vườn của mình cũng có một số, không phải là nhiều đại trà như chim cu cườm. Tuy nhiên mình vẫn cứ đăng lên những cái clip đặc biệt, bởi vì chơi chim là người ta thích sưu tầm về âm giọng bộ mã tương tá và màu lông. Đấy, nó có sự đặc biệt, sự độc và lạ của nó. Thì clip này, clip số 71 sẽ mang lại một cái màu sắc trên cái kênh của mình. Và mình đăng tải lên, anh em nào có nhu cầu thấy ưng mắt, ưng mà thấy thích sưu tầm thì các anh em có thể chơi con chim hồng này cũng được. Gáy gù rất là ok luôn. Gáy gù như cu ta mình luôn. Mỗi tội màu của nó là màu hồng. Đó. Màu hồng. Mình để ra đằng này để quay cái phần ngực của nó để nhìn cho nó rõ khi nó lên cầu. Đó. Các bác nhìn thấy cái ngực của nó chưa? Đó, rõ chưa? Đằng này là ánh sáng nó sẽ tốt hơn. Đó, các bạn nhìn thấy ngực của nó cũng như cu cườm mình thôi. Đấy. Nếu như các bạn nuôi một mình một chủ cho ăn đẫy đà vào thì mình hy vọng rằng nó sẽ đẹp hơn thế này rất nhiều. Cái độ đẹp của nó như thế này là nhà mình nuôi nhiều nó chỉ đạt được khoảng 70% thôi. Còn về các bác mà chăm sóc được thì nó quá đẹp luôn. Đó. Đặc biệt mình rất thích cái giống chim này, chân rất đỏ anh em ạ. Chân rất đỏ luôn. Đó. Chân rất đỏ luôn. Mắt cũng có cái vành đỏ. Đó, chân rất đỏ luôn. Đấy, các bác nhìn cho rõ nhé. Chân cực kỳ đỏ luôn. Đó. Chân là cực kỳ đỏ luôn. Hy vọng rằng các bạn đã nhìn rõ. Bây giờ mình sẽ zoom lại cái phần mắt của nó để các bạn nhìn thấy. Mắt nó rất là đáng yêu, thân thiện.
các bạn nhìn con chim trắng nha, mắt của nó mắt đen, không có vành vành đỏ đấy chưa, mắt đen xì luôn đó. Còn mắt của anh màu hồng này có cái vành đỏ đấy. Rõ ràng nó cũng là dòng chim Thái, nhưng mà tại sao nó lại như vậy? Bởi vì là đây là chim hồng này, nó là chim Thái lai chim khu cường, theo thế hệ F thứ 4, F thứ 5 thì nó mới ra được màu này các bạn ạ. Nghĩa là nó chỉ là Thái bao nhiêu phần trăm thôi, còn kia là Thái nhiều. Thì cái phần mắt này là nó lai, nó giữ lại được cái gen của chim Kuta đấy. Nên chính vì vậy là tất cả những cái dòng chim mà có cái vành mắt đỏ bao ngoài đây là chim nó còn giữ lại được cái gen của chim Kuta. Tuy nhiên là cái cườm của nó cũng có màu cườm đen và có huỳnh cườm, màu vàng cườm. Và chân nó cũng rất là đỏ. Đấy, chân nó đỏ gạch đấy, đỏ rất đỏ luôn. Thì các bạn thấy là cái yếm của nó cũng màu, yếm của nó cũng màu hồng. Đấy, gọi là mã ngỗng phấn hồng. Nhưng duy chỉ cái màu lông toàn thân này nó là màu lông màu nhạt, màu hồng. Mình cứ gọi là màu hồng, chim cu hồng. Đấy, chim cu cườm màu hồng. Đấy. Đấy, thì đây là những con chim rất là thuần. Nó được nuôi từ trong vườn trại của mình lên và để cho các bác. Đấy, các bác cứ liên hệ là 033 5305 982. Trên cái kênh của mình thì mình có đăng video, những cái video hết sức là độc và lạ để các bạn thích, đam mê, thích chơi. Đó, chơi cho nó thỏa thích. Đó. Đấy, cườm của nó rất là rõ đúng không? Nó như cu cườm mình luôn. Đó. Cườm rất là rõ luôn. Đó. Đó. Chân cườm rất là rõ luôn. Đó. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận video mới nhất của Chim Cu Gầy Hay.